Review cả thế giới. Lại là vợ mình khi mình nhờ mua thịt về để luộc ăn. Vợ mình mua luôn. Thịt lợn xong khói. Khỏi phải luộc. Cũng hên mà nhờ vậy tôi có những cái video này. Trời ơi, ăn cái thịt này thì nó dai dai giòn giòn thơm mùi khói cũng khá ok nha. Review nhanh gọn chả tôm cay ăn liền. Chả tôm này thì cay rồi nhưng mà cho thêm tí tương ớt, thêm đậm đà, ăn quá là đã. Review nhanh gọn. Phải nói là người làm đã cực cầu kỳ khi mà làm ra được cái bánh này luôn nha. Mà bán mỗi cái chỉ có 3.000 thôi, không biết là có lời hay không nữa. Các bạn nhìn bánh này có cả nhụy luôn mà ăn thì dẻo dẻo dai dai, thơm quá chừng.